Chào mọi người, tôi là Minh Thanh đây. Bây giờ mình có đang ở Long An. Các bạn, mọi người biết đấy, tại sao tôi lại ở tỉnh Long An không? Ở tỉnh Long An rất bất ngờ với rất nhiều cây thanh long. À, chỉ còn có nhiều rất nhiều con vịt nữa nè. Các mọi người có nghe tiếng vịt không? Từ sáng đến giờ, mọi người đoán xem tôi đang nói rất nhiều tiếng món ăn, bao gồm món trứng, dưa hấu. Anh đang đứng với những chú trẻ, mình phải giữ trật tự nha, nếu không là nó chạy tán loạn đó. Gà mái, mọi người thấy có thấy không nào? Đây là con gà trắng nè, con gà trắng mà nó có cái màu đỏ rất là đẹp và đó là con gà tre đó. Còn mấy con gà còn lại là con gà mẹ, là con gà mái, là nó có nhiều người để trứng để sinh con đó. Mang ngâm nam nhà ở nhà ông nam có mỗi bò rất là đẹp, chỉ còn có một cái thanh long mà ta bắt được hai con cún trong ốc ngày hôm qua. Đâu nghe mấy lâu nó gì về làm ăn.